Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Vì
cần có nhau. Cười vui rước dâu, kì kì còn thêm vui,
là cô dâu, tầng lá ngóng chờ, tầng hương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du huy, ngày mai bé con, một thằng lon to tô thắm gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái anh hiện lại cho là anh hiện lại chuyện nặng này cho mày á, cái mày á cho mày là chẳng tạm nhiều hoặc là hoặc là làm nặng này nhiệt tay che tia không một nhiều chẳng để làm gục là cắn gió cái mức cái chân này cái đang cho lại là một môn hạ vật cái hình thế thì tôi lại đang cho lại tay môn đề của lâm điên này anh sẽ chẳng nặng một con em á đang cho ra cho ông một con tay cái này đang để ôn ăn cây thì ăn được mà nạt trộn một phần mà để đi chặt để nạt được đây làm tôm cá cua làm lúc nào làm ạ xem là quay làm tôm làm đây thì đây thì mua sẵn chắc thì là xem còn làm tôm làm đây này hay đấy thì mua đồ thì mua ôm mồ và đây cho không ai biết cả ôm mồ thì cả hai lần thì mua sẵn làm ra thì gì xem là này là làm được cái cái đồ của ông mi thì gặp lên một đôi là cần thế cho ta được thế á mà xem rồi xem mà nhắc thì nghe được là sao sáng nay cái nó đó là phạm quân và quân sang là tốc ưu hoặc là vì mạ đoạn bằng hạ thì là nhiều người được được mạng đấy là đem sắp đi tên của họ như thế này và quân của tôi sáng nay là tôi một cách bằng hạ. Ngày trời mây bà hai đang nói với thầy tám tôi tính năm
làm vui. Trăm năm như em tình nhưng bền, thương nhau từng tròn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật. Lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì
em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Yeah.
cho buổi tình thật hôm nay. Ai cho chim kéo về làm tổ, ai cho đôi trai gái yêu nhau. Như vậy là nghi thức mừng hạnh phúc yêu đương hôm nay chính thức được bắt đầu. Lần đầu tiên cho phép Infil Nia Rul xin thay mặt cho nhà hàng tiệc cưới lưu động Phương Vân đến từ địa chỉ thị trấn Phước An, huyện Cron Park, tỉnh Đắk Lắk, và dàn nhạc Rota Sen đến từ địa chỉ km 19 xã Cron Park, huyện Cron Park. Gia đình hạnh phúc nhất và toàn bộ anh em những người thực hiện gửi đến quý vị quan khách hiện diện trong buổi tình thần hôm nay một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Clung có cái chi chàng biết oan khoảng tuần là nàng bị gặp khả thể điểm. Tân lâu bị là cái chi chàng yong tay mai tay cộng chinh lại hồng áp ổ bị bộ tay. Ít sắp cái chi chàng gặp chui bị mà này prong yong mai tay. Lại xem prang là nàng lại chạp mã. Ôi mi là nàng bị gặp khả thể điểm. Xuân prong kha trời mọ úc. Ya prong ai biên tiền prong ta lại hợp áp tà mê ra. Từ trúc lét cực lại ổ bị bộ tay. Lúc đâm đã xạ chào quay tuy tăng chàng ai huệ lại lấy cặp dùi. Tụng ung chàng cầm nưng chọc loạn ngả mà. Khắp có mộ chàng cầm nưng tục say về nhằm. Anh lạ là rè mò cầm lấy khắp. Tờ lạc lấy khắp. Nia mò bô cây mò khắp trái mò mò ốc cầm lấy ung mình mô. Như ta nông đi đưa tìm tuôn ai rè phẹt căm. Nia tục kèm huy cây tục kèm lấy bị tay bị yong thê sang thê bồ bị tô. Bên đại nục này lấy mồm răng lấy tiếp này lấy chắc yêu thì bỏ hay lăn. Màu xâm rô mùi nhân kia lấy khắp nụ cái đường gặp dưới. Đuôn ai yông rai bị khắp gư trẻ ca mò xì nê. Đuôn ai yông rai bị bố ai gư trẻ ca mò tên thịt thốt. Ai đem đuôn bị đem vai cốt e có lơ anh ấy lấy khắp nụ cái đường. Bên này chỉ chẳng gặp dưới tất trẻ bố cầm nìa mi xẹp lặng cả ao. Khắp cầm nìa lao xem xa xìm ngàn trăm ba. Để ta nặng tâm ra để chạy. Nhiều tùm ea cây tùm trọng. Hoặc nằm buôn sang là nằm mong Facebook, telephone, Zalo và chủ mô. Kính thưa quý vị quan khách, chúng ta đang sống bước đi những giây phút hân hoan và tuyệt vời nhất của những năm tháng hạnh phúc nhất trong mùa mưa cao nguyên. Mưa cao su nhựa tràn, mưa trái chín tặng cành, mưa loài đông hoa kết trái và những điều tuyệt vời tìm đến nhau. Và là tuyệt vời hơn, chúng ta có mặt hôm nay để đến đây sẽ chia những điều tuyệt vời và ấm áp nhất. Và thưa quý vị, có một câu hỏi rằng tình yêu là chi, tình yêu là gì và tình yêu có từ nơi đâu? Tình yêu đó chính là những khoảnh khắc của thời gian, nhưng nó chứa chan cả một định mệnh, đó chính là định mệnh của hạnh phúc, định mệnh của tình yêu. Và đôi nữ hôm nay cũng vậy thưa quý vị, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, trải qua những thăng trầm sóng gió cung bậc của tình yêu. Và đám cưới hôm nay đó là một minh chứng rõ rệt nhất cho ngày hạnh phúc của họ. Có thể và ắt hẳn rằng quý vị với bạn tình của chúng ta có những quý vị đã biết cô dâu nhưng lại chưa biết chú rể. Và có những quý vị đã biết chú rể nhưng lại chưa biết cô dâu. Ai chưa biết cô dâu thì rồi sẽ biết, ai chưa biết chú rể rồi sẽ hay. Một lần nữa cho phép y phil sẽ không để quý vị phải chờ lâu. Dòng sông tím ngắt hương hoa, mừng hạnh phúc phải có uyên ương. Xin quý vị cho một chào vỗ tay lớn một điểm để chào cô dâu. Nhi cơ buồn sẽ duyên của chú rể. We'll be right back.
sơn hôm nay chắc đã chi chàng gặp người người phun đã buồn chung buồn ngóc đã buồn chung buồn tư lẽ thế chương nào nào thế hồng hồng thì gia đình thầy mày từ nay sơn còn đi đi chắc người chi chàng đã gặp người người phun lui hồ bọ phước hồ bọ ma sơn còn đi đi chắc mình thầy gặp người cảm như này trong này thế người bọ phước sáng thế sơn lần này hơi này hơi bắt đầu mà bọ phá pro lần sai si mai bìm con chiến hết thờ phong ung mục bồn tay phong em mau sơn chỉ khắp đại nam sơn đừng để cái nghề gì được khắp mà chỉ như ung đường mốc ung đường tay ung sản cây ung sản gì sơn ác quy cái tiêu toa đốt nương tầng này tại sông đau bị dòm á robot bị má đông nạp bị dầu bị thằng bị hồng quá sơn còn đi cái chắc cái nhu sơn còn loại mươi cái nhu soát sơn này lên nên một lời hát mát là làm anh nói nhé đôi lời bị cấm cho trọng kích mời ông kính thưa quan hiển hải họ kính thưa các chú các bạn các cô cậu ngày hôm nay kính thưa tất cả các vị quý khách các bạn bè anh em họ hàng kính thưa cũng như là bạn bè gần xa cũng vừa là như thầy cô giáo các trường về đây thì chắc quý vị cũng biết Hồng Nhi và bố Hồng Nhi là những người nhà giáo nên có một lần nữa tôi giới thiệu cho quý vị biết vì lý do này là chúng ta cũng vui vẻ để có mặt gặp trong hội trường ngày hôm nay và cảm ơn tất cả họ hàng anh em cũng như các anh em bên nhà giáo của cha con Mai Nhi cũng như Nhi đã để được đông đủ anh em họ hàng ngày hôm nay ngày lành tháng tốt do có cái sự hợp giữa hai gia đình bên chồng và bên vợ của hai đứa ngày hôm nay hai vợ chồng ngày hôm nay vì lý do đó ngày hôm nay cũng như chính quyền địa phương này cho phép hai gia đình chúng tôi để được tổ chức các ngày lành tháng tốt ngày hôm nay mà cái đó cũng thật sự cái vui không thể vui bằng được và có quý vị có mặt hai tất cả các bạn ngành và anh em họ hàng gần xa đều đến đây đó là một cái tấm lòng vàng các vị đã cho gia đình chúng tôi và một lần nữa tôi muốn nói lấy nhiều nhưng mà không có thể nói hết được vì cái vui vẻ quá một lần nữa tôi chúc tất cả quý vị khách quý ngon miệng trong trưa hôm nay và một lần nữa chúc hai đứa 150 hạnh phúc và chúc tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay có trong hội trường 150 hạnh phúc và vui vẻ. Anh và em ta đã thành gia đình rồi. Em đừng lo, anh tự biết trách nhiệm với em. Anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào. Vợ chồng ta sẽ mãi chung một mái nhà. Cảm ơn em đã tin anh bao năm qua nhé vợ. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chi sánh bằng. Này cảm ơn nhé vợ ơi. Này cảm ơn nhé vợ ơi. Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn em quan tâm chẳng lời thở than. Này cảm ơn nhé vợ ơi. Này cảm ơn nhé vợ ơi. Bao yêu thương dành cho em cả đôi. Anh sẽ chắc chắn cho em được vui. Cảm ơn
em đã tin anh bao năm qua nhé vợ ơi. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai, thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chi danh bà. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn, em vẫn tâm chẳng đời thở than. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Bao yêu thương dành cho em cả thôi, anh sẽ chắc chắn cho em được vui. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn, em quan tâm chẳng lời than thở. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi. Bao yêu thương dành cho em cả đôi, anh sẽ chắc chắn cho em được vui. Anh sẽ chắc chắn cho em được vui. Khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy trọn đời yêu anh nhé. Lòng vợ anh nhé,
làm vợ anh nhé. Có hàng thong xanh trong đôi mắt em, có hương siêu gần say mê, có nhau đã thế. Đôi mắt lấy cù lên đây do mày tay rày lọ đi mượn sập mùi xám lên từ tay hay vô lực hấp ăn lên anh lọ cũng luôn sập mùi lên từ tay anh tuấn ai cho anh lấy mọc bị mọc mà là xuân bị gặp lăng ngạp lăng bị cái dâu chỉ cho gặp dưới lọ ba ngàn luôn lên ạ ai bị xám bị tìm đi tay ra này bộ ngay lên sẽ canh rô bộ lô sẽ bóng nuôi nào cùng thang sẽ xin tụi dân đến thang và số của em vô sẽ là ca khúc của bạn Hoàng Hải cùng chuẩn bị. Cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there.
back home. Thank you.
Thank you.